quá đã. Dính. Con tỉnh. Tuyệt vời. Hello các bạn. Nay đầu năm mới mình đi mình với anh Hoàng lại đi thăm bẫy trong đêm nha các bạn. Vì công việc ban ngày nhiều quá, hai anh em không đi thăm được. Nên tối nay hai anh em quyết định đi trong đêm. Xem coi thu hoạch đầu năm có được cái gì không. Các bạn nhớ theo dõi mình nha. Chỗ này là mình đánh lưới rắn hay thứ gì? Đây đường bẫy đầu tiên nha các bạn. Hả? Đi tổng hợp luôn, nào là rắn, nào là sóc. Có đặt bẫy đâu, có đặt bẫy chồn hả? Hôm nay không có bẫy chồn các bạn. Để được đến những cái bẫy này là cũng rất khó khăn nha các bạn. Các bạn thấy không? Nước suối, đá gồ ghê. Bởi vì mấy con thú bây giờ nó khôn nữa các bạn. Nó không còn ở những cái chỗ mà đông người nữa đâu. Mình phải đi vào những vùng sâu xa này mới bắt được nó. Suối quá trời đá luôn nha. Hai anh em lại tiếp tục đi qua thăm đường bẫy mới nha các bạn. Đường bẫy bên kia cũng không dính con nào. Đầu năm mà chưa ăn thua các bạn. Chắc là mấy con thú nó ăn Tết đây. Du lịch chưa về. Dính không? Dính một con bạn ơi. Đâu? Rồi các bạn, dính được một em sóc rồi. Đó, các bạn thấy không? Nếu như mà để tiếp là nó chui vô cái lỗ này. Không, để tiếp đó là con rắn nó sẽ chui vô tiếp theo cái hom đó luôn. Rồi cái cửa đó nó chỉ hạ xuống vậy thôi chứ nó nhẹ lắm. Rồi các bạn nè, dính được con sóc nha các bạn. Cái lồng này mình làm hả? Thì mình đang bán nữa. Cái này là mình bán là bao nhiêu một cái? 40 ngàn. Mình bẫy được đường kiểu từ con ngon tất cả nó sóc được lắm từ từng chiếc máy rồi. Đây dính một con sóc nha các bạn. Đâu rồi, dính nè. Tiếp tục dính thêm một con sóc nữa các bạn ơi. Lại một em sóc nữa. Wow. Đây. Rồi. Hai chú. Đường này 6 cái bẫy. Thì dính được hai em sóc nè các bạn.
Còn một cái nữa. Sau khi mà dính được hai con sóc bên kia thì hai anh em lại tiếp tục đi qua một cái luồng bẫy mới bên này nha các bạn. Ở bên này là bao nhiêu cái bẫy vậy anh? Cũng 6 cái luôn nha các bạn. Bên kia 6 cái thì dính được hai con sóc và mắc một cái bẫy. Còn tình hình bên này thì chưa biết sao đây. Là dính sóc nữa các bạn ơi. Đó. Dính thêm được con sóc nữa các bạn. Đây. Một con sóc nữa. Vậy là được 3 con. 3 con rồi nha các bạn. Đôi nhìn thích dữ lắm nha. Hình như dính rắn các bạn ơi. Dính rắn hả? Đâu? Dính rồi, cái này chắc dính rồi, sáng sớm quá. Đồ. Quýnh rắn rồi hả? Em nãy không cần kéo vô nữa nhé. Hổ vện, hổ vện. Này, con này chắc khoảng gần khoảng 1 ký á các bạn. Wow. Tốt luôn. Quá đã. Dính. Con tỉnh, con tỉnh. Tuyệt vời. Dính trễ quá. Hả? Dính từ hồi sáng luôn. Cho nên nó chạy hết rồi. Nó chạy về cái sao mà? Không, không chết được. Cái này nó chạy về lưng à. Nói chung con này còn khỏe như vậy nè. Ổn rồi. Chà. Quá đã rồi các bạn. Đây, hôm nay mình tổng kết tối nay mình đi thăm này nha các bạn. Cái này được 3 con sóc. Còn cái con sóc này là con sóc 7 ngày hôm trước còn lại. Còn đây là một cái con rắn hổ châu. Các bạn thấy không? Đó, quá đã luôn. Rồi. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn xem kênh nhớ đăng ký và ủng hộ mình nha các bạn. Nhớ chia sẻ và đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.